Hôm nay mình hướng dẫn các bạn thay cái đế lồng của máy giặt Samsung các bạn. Thằng Samsung này nó hay mục, coi như là hết thế cảo luôn ha. Thôi anh em nào mà biết rồi thôi, anh em mà cấp 2 cấp 3 là bá việc này làm hàng ngày mà. Thôi biết rồi thôi, còn anh em mà nó mới học nghề thì xem cho nó có kinh nghiệm chút thôi ha. Anh em nào biết rồi thì quan trang trang sát các bạn coi ha. Thì đây nó bể rồi coi. Bể hết luôn. Cái thằng Samsung này là cái ốc đầu của nó, ốc này, ốc này làm dày lắm mà còn cạnh luôn á, là các bạn đưa cái tiếp vô các bạn đóng rất là khó, nó rất là cứng ha. Ở này một hết rồi thì các bạn là cái vít này, cái vít rồi các bạn này dẹp cái đầu đi ha, dẹp cái đầu đi rồi các bạn lấy cái mũi ba ly á, các bạn khoan hai bên, khoan không gần hết đâu, lấy cước chà sạch đi nhìn thấy, khoan không gần hết. Rồi các bạn lấy cái này, các bạn lấy búa chẻ ra. Rồi ở dưới cũng vậy, khoan hai bên ha, không cần sâu. Sâu rồi đụng khốt dưới ha. Rồi các bạn chẻ ra là ok. Còn cái phần mà còn nhiều ở nhà nó chạy ráng các bạn, quét đây nè. Quét đây rồi các bạn nhận, các bạn vô các bạn lắc, để nguyên máy lắc là nghe còn nước ở đây là ok. Còn hết nước là các bạn phải nhích giá lên tí nữa ha. Rồi cái phần mà còn cái ốc đầu mà nó còn cạnh á thì các bạn chêm cái vải này để nằm xuống nha, để nằm xuống này, ngồi lên đút cái tiếp vô. Đút tiếp vô. Các bạn lấy cái cây các bạn chống cái chiều cao vuông góc, chống dưới nè, chống ngay đầu đây, rồi là các bạn ngồi lên, các bạn lấy búa các bạn gõ kia là cái thế này, thế rất mạnh là nó là cái ốc nó ra luôn. Còn mà để đứng máy như gõ cứng lắm, ốc Samsung nó dày. Rồi thân mến chào các bạn nha, chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ nha.